Lời nói đầu tiên xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay là ngày vui của anh chị, xin chúc anh chị hạnh phúc trong năm. Và xin gửi đến toàn thể huân trường ca khúc Dù Thế Nào Anh Vẫn Yêu Em. Quý vị là ca khúc Về Hà Tĩnh Người Ơi, xin mời quý vị.